Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu các sở ngành chức năng cần phải kiểm tra xử lý nghiêm các chủ đầu tư của 79 dự án chung cư cao tầng vi phạm về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. Những biện pháp được thành phố đưa ra lần này được đánh giá là khá mạnh tay. Tuy nhiên, theo như các chuyên gia, để có thể đạt được hiệu quả lâu dài, thì việc thực hiện không chỉ nằm ở các nhà kinh doanh bất động sản mà còn từ phía các cơ quan chức năng. Chung cư 89 Phùng Hưng, chung cư Golden West hay chung cư 229 Phố Vọng. Đây đều là những công trình lọt vào danh sách 79 dự án vi phạm. Cứ 15 ngày một lần, những công trình này sẽ được kiểm tra tiến độ khắc phục. Trường hợp cố tình chây ì sẽ bị đình chỉ, thậm chí cưỡng chế. Từ đầu tháng 7, chủ đầu tư của 79 dự án chung cư cũng sẽ không được giới thiệu địa điểm cấp đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Theo các chuyên gia, thay vì việc xử lý buộc khắc phục được tiến hành khi công trình đã hoàn thiện, thì việc kiểm tra cần được thực hiện từ khi đang xây dựng. Định kỳ đến cái mức nào đó thì phải đến kiểm tra. Có những cái sau này nó che khuất mất, anh không thể kiểm tra được nữa. Đã có kinh nghiệm nhiều năm đầu tư các dự án chung cư, đại diện doanh nghiệp này cho biết, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý cho từng dự án cụ thể, đặc biệt là những vi phạm do nguyên nhân chủ quan, cố tình chây ì không thực hiện. Nếu như họ vi phạm mà chúng ta dừng lại các cái dự án kia thì nó ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là thời gian giao nhà cho người dân. Cụ thể là từng dự án chúng ta kiểm tra xem là do khách quan hay chủ quan. 6 tháng đầu năm nay, 12 công trình vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư chây ì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đưa nhà công trình vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu, sau đó thì công trình xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản, tùy theo mức độ thì có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng theo các chuyên gia, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy còn là quy trình và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Do vậy, trách nhiệm không chỉ là của riêng chủ đầu tư mà còn cả ý thức của người sử dụng và sự giám sát của cơ quan chức năng.